Con xin ông cho con một cơ hội đi ông. Ông cho con một cơ hội con nào cả. Con sẽ giúp tất cả mọi người. Ông đáng vào nhà ngươi. Ngươi đã bảo là ngươi giúp hết những người khó khăn rồi, bây giờ ngươi là không giúp. Ông đi qua bà đi lại thương xót cho con. Sức khỏe con không có, mẹ già con đang ốm. Ông ơi, con xin 1 đồng ông ơi. Này cháu, tại sao khỏe mạnh như thế này không đi làm mà này đi ăn xin này? Ông ơi, ông thương con đi ông ơi. Bà cho con xin đồng ông ơi. Bây giờ trên này, xin tôi đây, cho 1 đồng nhá. Vâng ạ, con lần sau nhớ đi làm ăn chứ lại đi xin thế này. Vâng ạ, con cảm ơn ông ạ. Con xin ông ạ, lần sau con sẽ đi làm ạ. Vậy là ta đã có tiền. Lương, ta đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Làm sao, ý cậu là sao? Sao cậu không đi làm đi? Đi làm á, đi làm gì? Tôi ngồi ở đây, ngồi rất là thoải mái, thích làm thì làm, thích ngồi thì ngồi mà tháng nào có tiền. Tại sao tôi phải đi làm? Cậu đang chỗ nào? Cậu đến chỗ làm của mình đi. Đến chỗ làm của cậu, 1 tháng được bao nhiêu đồng? 7 đồng đó. 7 đồng á, bằng tôi ngồi ở đây 1 tuần tôi cũng được 7 đồng. Tôi cảm ơn cậu, cậu đi đi. Cậu đi đi để cho tôi còn làm việc, tôi còn kiếm tiền. Mình cũng chưa lo được cả, còn phải lo cho người khác cả. Ông ơi, bà ơi, cho con xin đồng. Ông ơi, bà ơi, cho con xin đồng. Ủa, mà sao 3 ngày nay rồi mọi người đi qua không ai cho mình đồng nào nhỉ? Chắc là chính tại cái đứa bạn đấy thôi, lại đi nói lung tung rồi để mình không kiếm được tiền. Trời ơi, tôi đói quá. Tôi đói quá. 3 ngày nay không kiếm được gì ăn. Trời ơi, mấy ngày hôm nay không kiếm được gì ăn. Ta đói quá. Trời ơi, ta đói quá. Tiền. Ôi tiền. Ở đâu mà nhiều tiền thế này? Trời ơi mẹ ơi, tiền. Vòng. Đúng không? Đúng rồi, đây là tiền rồi. Là tiền rồi. Tao ơi, đã lấy tiền của ta. Ôi, ông Bụt ơi, ông cho con xin ít tiền đi. Con phải nếu con khó khăn lắm. Ông giúp con đi, con xin ông đấy. Con xin ông. Rồi, lần này ta sẽ giúp người. Vâng, con cảm ơn ông. Nó có điều kiện. Điều kiện gì con cũng làm được. Ngươi phải chia sẻ cho những người nghèo. Vâng, con muốn, con sẽ giúp đỡ tất cả những người nghèo ạ. Ngươi có làm được không? Con làm được. Được rồi, ta sẽ mang cho ngươi số tiền này. Vâng, con cảm ơn ngài ạ. Con cảm ơn ngài. Ôi, ta có tiền rồi, ta giàu rồi. Ôi trời mát quá, nhà mình cũng thật là rộng và to đẹp. Chúng mày đó, chuẩn bị cơm cho ta nhá. Đói quá, không có gì sướng bằng cuộc sống giàu sang. Thưa ngài, có một cô bé ăn xin ở ngoài kia. Trời ơi, sao ngày nào cũng có ăn xin đến đây vậy hả? Nhà ta có phải là thừa của đâu mà ngày nào cũng phát cho ăn xin men mày. Không cho đuổi đi cho ta. Nếu nó không đi thì thả chó ra. Nhưng mà nhà của bạn nghèo lắm. Nghèo ngươi có thì ngươi cho, còn ta không có cho đi này. Cũng luôn cả việc bây giờ chứ này. Mình chưa lo được còn lo cho việc người khác cả. Ha, người ta không giữ người lừa với ta. Ngươi đã không giữ người lừa với ta. Ngươi bảo là ngươi sẽ giúp hết tất cả những người khó khăn. Mà bây giờ ngươi đã không giúp, ta sẽ trừng trị ngươi. Ông ơi, con xin ông, cho con một cơ hội đi ông. Ông cho con một cơ hội con nào cả. Con sẽ giúp tất cả mọi người. Ông ơi, đáng vào nhà ngươi. Ngươi đã bảo là ngươi giúp hết những người khó khăn rồi, bây giờ ngươi đã không giúp. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.